Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến bài đầu tiên. Các cái dạng bài ở trong GLPT thì nó sẽ chia ra làm một số dạng cơ bản. Và trong cái khóa học này chúng ta sẽ cùng đi đến các cái dạng bài cụ thể. Và trong các cái video mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn các cái dạng bài đó. Sau khi mà học qua về các cái dạng bài cùng với một số các cái ví dụ bài đọc mà mình chọn lọc thì các bạn sẽ đến cái phần giảng giải đề hoặc là học trực tiếp cùng với mình thì sẽ bám sát hơn rồi phân tích một cách kỹ càng hơn. Thì hôm nay cái dạng bài đầu tiên mình học là điều cái tác thì hôm nay cái dạng bài đầu tiên mình học là điều tác giả muốn nói nhất. Bài này thì đã được mình gửi cho các bạn để mà tập đọc trước ở nhà rồi. Thì trong cái quá trình đọc và phân tích ấy, thì vẫn nhắc lại với các bạn là cái khóa học của chúng ta sẽ thiên về phân tích câu và dịch theo cái phân tích câu đó. Vì vậy cho nên là các bạn cũng có thể luyện dịch bằng cái cách là dịch trước ở nhà, viết ra giấy và đọc lại những cái phần mà mình đã dịch. Thông qua đó là mình xem lại video để biết xem là mình đang sai ở đâu. Thì từ đó sẽ giúp cho các bạn cải thiện dần dần cái khả năng đọc và dịch của các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi đọc câu hỏi này. Kono bun sho de hissa ga motto mo itai koto wa dore ka, là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì? Và đây là một cái dạng câu hỏi rất là format của đề thi GLPT. Mình sẽ cần phải hiểu nội dung để mà có thể trả lời được một cách đúng đắn. Trong cái quá trình làm thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để loại câu trả lời và mình sẽ cùng đến cái nội dung nhé. Zoho tsushin gizutsu no susunda gendai dewa tanin yori oku no zoho o atsumeru koto o kisottemo imi ga nai. Zoho nado atsumeyou to omoeba ikura demo atsumeraeru kara dearu. Ở đây mình sẽ bắt gặp là dewa. Cái từ đều hạ này cũng rất là hay gặp luôn. Nó miêu tả cái phạm vi, đúng không? Gọi là phạm vi là trong cái thế giới hiện đại. Cái thế giới hiện đại này thì nó có một cái cụm mệnh đề danh từ ở đằng trước đây. Giống như là cái bài đầu tiên mình cũng đã hướng dẫn, là cái thế giới hiện đại ngày nay, khi mà cái kỹ thuật thông tin hay là thông tin kỹ thuật nó rất là phát triển, thì cái việc mà kisotemo là mình cạnh tranh. Cái cạnh tranh cái gì, đúng không? Cạnh tranh cái việc atsumeru là tập hợp rất là nhiều các cái thông tin hơn so với người khác thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Ở đây mình bắt gặp cái từ yori này nữa này, cộng với cái việc là oku no zoho thì mình sẽ phân tích bằng cái cách là oku, nó là danh từ nha các bạn. Bình thường nó sẽ là oi, nhưng mà khi mà nó chuyển thành là oku thì nó sẽ mang cái tư cách giống như là một danh từ. Vậy là mình sẽ thấy là hai cái danh từ kết hợp với nhau thành oku no zoho atsumeru là tập hợp rất là nhiều các cái thông tin. Yori ở đây là so sánh hơn kém, và trước yori sẽ là danh từ so sánh kém, gọi là nó sẽ kém hơn so với cái vế ở đằng sau, đúng không? Thì là sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu như mà bạn đi tranh giành, tranh đấu với lại người khác rằng là mình tổng hợp hoặc là mình thu thập được nhiều thông tin hơn so với người khác thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Zoho nado atsumeyou to omoeba ikura demo atsumeraeru kara dearu. Kara dearu ở đây là miêu tả cái lý do cho câu đằng trước. Câu đằng trước ở đây người ta nói rằng là cho dù là mình có cạnh tranh so với người khác là mình sẽ tổng hợp thật là nhiều thông tin thì nó cũng không có ý nghĩa là thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi lẽ rằng là nếu mà vô tố, đúng không? Nếu như mà bạn muốn hoặc bạn nghĩ rằng là bạn sẽ cố gắng làm ra tổng hợp mà thông tin chẳng hạn, thì bạn bao nhiêu thông tin thì bạn vẫn có thể tổng hợp được. Có nghĩa là cái thời đại mà Zoho Tsushin Gijutsu nó sơ sơn đê rự như hiện nay, thì cái việc mà atsume đai rự thông tin, đúng không? Cái việc mà Zoho atsume rự thì ikura demo atsume đai rự là mình có thể tổng hợp được rất là nhiều các cái thông tin nếu như mà bạn muốn. Tatoeba ankeito nado niyoru sakai chousa no zoho wa daitai mitsu ni bunrui sareru, là ví dụ như là, đúng không? Ví dụ như là các cái thông tin về sakai chousa là các cái thông tin về điều tra xã hội bằng các cái bản ankeito. Ankeito ở đây là các cái bảng điều tra, thì nó sẽ chia ra làm ba loại.
Cái từ bưng đưa xa đây được ở đây là động từ ở dạng bị động. Mình thấy chủ ngữ của mình là dô hô, nên là động từ của mình chắc chắn sẽ phải chia ở dạng bị động. Là các cái thông tin điều tra về xã hội bằng các cái bản điều tra ấy, thì nó được chia làm 3 loại. Đai tải, đây là đại khái, nó được chia làm 3 loại. Thì khi mà mình đọc ấy, thì mình cũng nhìn vào các cái động từ như thế này là bị động. Và luôn luôn khi mà bị động thì chủ ngữ của mình nó cũng sẽ là vật, và mình sẽ áp dụng trong cái việc viết văn sau này. Ngoài ra là mình sẽ có thể hình dung được cái câu một cách nhanh nhạy hơn. Tiếp đến là yaku ni tatsu yueki na mono to ima no tokoro yaku ni tatanai ga sōrai teki ni hichiyō to narisou na mono sōshite mattaku yaku ni tatanai zōhō no mitsu dearu. Khi mà mình đọc một cái câu khá là dài như thế này thì mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy. Tiếp đến là mình sẽ nhìn vào cấu trúc ngữ pháp. Mình sẽ thấy có cái từ tố ở đây. Trước tố thì là mono, vậy mình phải tìm một cái mono tương ứng. Giống như kiểu là A sáng tố, B sáng tố, thì A và B, A là danh từ nào thì B nó phải có một cái danh từ tương ứng. Đằng trước A là đằng trước cái tố này, nó có cái mono thì mình sẽ đi tìm một cái mono tương ứng ở đây. Tiếp đến mình lại thấy dấu phẩy nữa đúng không? Thì mình lại tìm một cái danh từ tương ứng nữa, đó là cái zoho ở đằng sau, và nó sẽ đi kết thúc câu là mitsu dearu. Và mitsu dearu ở đây là câu danh từ, vậy là mình sẽ hiểu là A là B đúng không? Thì đối với cái câu danh từ A là B thì mình sẽ phải biết cái chủ ngữ nó là gì đúng không? Thì các bạn thấy ở trong cái câu này nó không có chủ ngữ thì mình đã liên kết với cái câu đằng trước. Câu đằng trước người ta đang nói rằng thông tin của chúng ta được chia ra là 3 loại. Và ba cái loại đó mịch sự đế đự là, vậy mình sẽ dịch là ba cái thông tin đấy chính là thông tin thứ nhất là những cái thông tin, là những cái mono, là những cái thứ mà yueki na mono, là những cái thứ mà có ích. Thứ hai là những cái mono mà hichiyo to nariso na mono, là những cái thứ mà có ích, có vẻ như là có ích trong tương lai, mặc dù là bây giờ thì nó không có ích lắm đúng không? Ima no tokoro là tại cái thời điểm hiện tại thì nó không có ích, nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ có cái khả năng là nó sẽ có ích. Nariso có vẻ như là sẽ có ích trong tương lai. Và một cái loại nữa đó là cái zoho, là những cái thông tin mà chẳng có cái ích lợi gì cả. Thì nó sẽ chia ra làm 3 loại như vậy. Suryo teki ni wa kono saigo no mono ga atto teki ni oi. Về mặt số lượng đúng không, thì là cái thông tin cuối cùng, cái kono saigo ở đây nó chính là cái thông tin mà mattaku yaku ni tatanai này này, cái thông tin không có ích đấy, hoàn toàn chẳng có ích gì đấy, thì nó atto teki ni oi, là nó hoàn toàn áp đảo, hay còn gọi nó rất là nhiều. Kore kara wa zōhō o eru nōruku yori mo suteru nōruku no hō ga haruka ni jūyō na yōsō to natte kuru no da. Kore kara là từ giờ trở về sau đúng không? Từ giờ trở về sau thì là cái yori và no hō ga là mình thấy cấu trúc ngữ pháp rồi, là thay vì cái này thì mình nên làm cái kia, là thay vì là mình nỗ lực để mà có được cái thông tin thì là mình nên làm sao hô gá, mình nên có cái năng lực, cái khả năng gọi là stê rự, là vứt bỏ cái thông tin đi. Haruka ni jiyō na yōsō to natte kuru no da là cái hô gá, ở đây mình sẽ thấy nó là cái chủ ngữ rồi đúng không? Vậy là so với A thì nên làm B, và cái B đấy nó chính là tố natte kuru, là nó sẽ trở thành một cái yếu tố rất là quan trọng. Ở đây mình sẽ bắt gặp là haruka ni là một phó từ và sẽ đi với một cái tính từ ở đằng sau. Ví dụ như là haruka ni oi, haruka ni jiyō, haruka ni taisetsu, để nâng cao cái mức độ quan trọng cho cái tính từ đằng sau. Nếu như mà là haruka ni oi thì là rất là nhiều. Haruka ni jiyō là cái mức độ quan trọng đấy, nó rất là lớn, đúng không? Haruka ni taisetsu thì là cái mức độ quan trọng của nó cũng rất là lớn. Thì cái từ haruka ni đi với cái tính từ ở phía đằng sau và miêu tả cái mức độ của nó tăng lên nhiều lần. Vậy là mình sẽ dịch là từ giờ trở về sau thì natte kuru là miêu tả cái trạng thái kéo dài, có nghĩa là từ giờ trở về sau thì nó sẽ trở nên như thế. Cái việc mà cái năng lực mà mình vứt bỏ đi thông tin thì nó sẽ quan trọng hơn là cái năng lực hay là cái khả năng là thu nhận thông tin, và nó sẽ trở thành một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy cái câu hỏi của mình ở đây là cái điều tác giả muốn nói đến nhất là gì? Thì đáp án của mình là một nhé. Là mình sẽ dịch cái câu này này. Kongo hichio to naru no wa, là cái điều mà cần thiết trong tương lai. Nó chính là cái noroku, là cái khả năng mà miwakeru, là phân chia hoặc là phân biệt hoặc là nhận diện đúng không? Các cái thông tin quan trọng nhất. Thì nó chính là nằm ở cái phần đỏ đỏ mình gạch chân ở đây. Cái câu cuối cùng của mình ở đây là cái yếu tố quan trọng từ giờ trở về sau, đó là cái năng lực
vứt bỏ đi những cái thông tin, chứ không phải là cái khả năng thu nhận những cái thông tin. Tại vì là mình itsuremo mình cũng có thể ikurademo mình cũng có thể atsumerare được. Nên là cái năng lực mà mình cần trau dồi đó là mình phải loại bỏ đi những cái thông tin mà không cần thiết. Tại vì là có ba loại thông tin đấy, ba yếu tố thông tin đấy, thì cái konosaigo no mono là cái yếu tố thông tin cuối cùng, là mattaku yaku ni tatanai zoho đấy, nó attoteki ni oi, nó rất là nhiều đúng không? Nên là mình phải có khả năng steru cái đó, steru cái mattaku yaku ni tatanai zoho đấy, và đáp án của mình nó chính là cái đáp án số 1, là cái miwakeru ở đây bằng với cái nghĩa là phân biệt đúng không? Phân biệt xem là cái thông tin nào là cái thông tin quan trọng nhất. Bây giờ cái số 2, số 3, số 4 mình sẽ loại bằng cách nào? Cái số 2 của mình nhá, nó chính là suryoteki ni mottomo oi no wa mattaku yaku ni tatanai zoho de aru, là cái thông tin mà quan trọng nhất, là cái thông tin mà nhiều nhất về mặt số lượng, là những cái thông tin mà hoàn toàn không có cái tác dụng gì. Thì cái này nó trùng khớp hoàn toàn với cái so step mattaku yaku ni tatanai zoho và nó attoteki ni oi. Nhưng có một cái cách để các bạn loại đáp án trong trường hợp này, đó là những cái phần nào mà liên quan tới tatoeba thì nó sẽ không phải là cái điều tác giả muốn nói nhất. Cái phần tatoeba này nó chỉ là cái ví dụ để giúp cho chúng ta hiểu được cái nội dung và giúp cho tác giả đưa ra được cái kết luận của mình thôi. Nên cái phần này nó là một trong những cái ví dụ, hay còn gọi là một trong những cái thông tin mà tác giả chia ra ba cái loại thông tin trong xã hội ngày nay, nên nó không phải là cái điều tác giả muốn nói nhất. Nên khi đọc một cái bài đọc, các bạn thấy những cái phần nào mà nó là tatoeba, nó là những cái ví dụ, những cái phần giải thích của tác giả để nói lên một cái kết quả, một cái nhận định, một cái điều tổng kết nào đấy, thì mình hãy loại đi trong trường hợp mà điều tác giả muốn nói đến nhất là gì. Với cái câu số 3 ở đây là gì? Sakai cho sa ni yoru zoho wa o kiku mitsu ni bunrui sareru, thì tiếp tục vẫn loại đáp án bằng cái cách như vậy, là các cái thông tin do điều tra xã hội hoặc là bằng cái cách điều tra xã hội thì nó được chia làm ba loại lớn, thì nó đang chỉ thuộc vào cái phần ví dụ của mình để tác giả nói đến cái việc là có ba loại thông tin như thế, thì mình cần phải miwakeru nó thôi, mình cần phải steru những cái gì không cần thiết thôi. Nên cái số 3 này cũng tương tự bị loại. Cái số 4 là gì? Zoho atsumeru nouruku ga takakute mo gendai de wa imi no nai koto de aru, là cho dù cái khả năng tổng hợp thông tin của mình có cao đi chăng, đến mấy đi chăng nữa, thì trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Thì nó nằm ở cái đoạn đầu này đúng không? Nằm ở cái đoạn đầu này là trong cái xã hội ngày nay thì là không có ý nghĩa gì khi mà mình tổng hợp thật là nhiều thông tin đúng không? Nhưng mà cái này nó chưa phải là cái điều tác giả muốn nói đến nhất, vì là cái bài này, cái điều cuối cùng thì nó nằm ở cái phần đỏ đỏ này cơ. Cái này chúng ta có thể cũng có thể loại ngay được. Và đây là cái bài ngày hôm nay. Mình sẽ đến tiếp tục cái dạng bài này trong những cái video tiếp theo.